Đà Nẵng đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu hàng hóa phục vụ công tác phòng chống bão, nhất là các mặt hàng phục vụ chằng chống nhà cửa, công trình. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào chiều nay. Tại các cửa hàng kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố, chiều nay đều đông nghẹt cảnh người mua sắm các thiết bị phòng chống bão như dây thép, dây dù, đinh vít, đèn pin, v.v. Lo chứ, rất lo. Nói chung là nghe mạng rồi đài báo tuyên truyền thì nói chung là thấy rất lo. Chưa biết cái sự cố bão nó đi hướng như thế nào, nên là về đâu và nói chung là cái diễn biến bão rất phức tạp. Đà Nẵng hiện đang gấp rút chằng chống nhà cửa công trình. Tất cả được tiến hành một cách khẩn trương với tinh thần chủ động cao nhất trong việc đối phó với cơn bão số 5. Về thời gian này gấp rút quá em biết không? Còn họ bán như thế nào thì chắc họ bán cũng đúng giá thôi. Cái này cũng không tâm gì, không quan tâm gì được. Là mua rồi về là làm. Đà Nẵng là địa phương đầu sóng ngọn gió. Năm nào cũng có mưa bão nên các cửa hàng kinh doanh mặt hàng phục vụ chống bão luôn chủ động nguồn hàng, không chỉ đáp ứng cho nhu cầu thị trường Đà Nẵng mà phục vụ cả khu vực miền Trung. Tại vì mình ở đây là mình cũng chuyên phân phối hàng đi tỉnh cho nên mình cũng có chuẩn bị lượng hàng cũng khá nhiều. Bắt đầu từ ngày hôm qua và đến bây giờ người ta mua rất là chi là nhiều, giá cả bình thường. Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết công tác dự trữ hàng hóa cho các kịch bản thiên tai, dịch họa đã được Sở phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại và các chợ thực hiện từ trước. Nguồn hàng luôn đảm bảo nhu cầu của người dân cũng như công tác cứu trợ khẩn cấp. Sở Công Thương khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua sắm, tích trữ hàng hóa gây xáo trộn thị trường.